Vương Edras, pháp sư xuất chúng, là những bí danh mà mọi người dành cho cô. Ngay cả tù binh của Veda là Vulcan cũng đã bất chấp mọi thành kiến và sự hận thù để theo đuổi nàng. Họ đã say đắm bên nhau bất chấp mọi chống đối. Nhưng mối tình này sao có thể bền lâu khi lý tưởng của quốc gia của họ đều đối lập nào? Toàn thể thần dân Veda cho rằng Masha là kẻ phản bội lại dân tộc. Cuộc chiến kết thúc, Masha nhận vô số lời chỉ trích và cáo buộc, trong đó đến từ cả nhà lãnh đạo mới Illumia. Ngươi sẽ mất tất cả, tư vị, quyền năng, lòng mến mộ. Ngươi sẽ dành hết đời cho một tối. Đó là cái giá phải trả cho mối tình của ngươi. Trong tận cùng của bóng tối, chỉ có những sinh vật hắc ám của vây. Người ta không rõ bằng cách nào Masha đã nhận được thứ quyền năng hắc ám từ ngôi khác, một món quà hiếm hoi và độc nhất. Nó sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn và đầy hận thù. Dẫu chẳng còn là nữ thần hùng mạnh, nhưng Masha đã sẵn sàng. Cô sẽ quay trở lại, và ngày tháng xét đã gần kề hơn bao giờ hết.